ba người này ai rap tốt em xếp sự đưa đi. Em xếp chấm đô top 1. Nhì. Top 2 sẽ là anh Ngán. Vi Thăng, cho nó bài diss đi. Cho nó một đoạn đi. Tài có vấn đề. Phải đỡ đây nè. Em có phục không với kết quả vừa rồi? Em không phục. Tại sao không phục? Em biết khả năng của em. Tại vì em cũng chơi rap đủ lâu rồi. Mình sẽ phải biết luật chơi, phải biết cách chơi để mà mình chấp nhận mọi thứ nó dễ dàng. Và mình sẽ không bao giờ mình có thể thắng được một luật chơi hết. Ok. Được ném nón vàng để cứu một ai đó thì em sẽ muốn cứu ai? Em nghĩ là em sẽ ném cho anh Tiêu Minh Phụng. Tại vì anh Tiêu Minh Phụng rất là cố gắng, anh phải nuốt xăng quá nhiều, hy sinh cái sức khỏe của mình để làm được cái điều mà anh muốn trên sân khấu, rất là đáng nể phục. Thẳng thắn, nhân vật nào là nhân vật không xứng đáng đến cái thời điểm này mà theo em nhận định? Em nghĩ là anh Tiêu Minh Phụng. Tại vì anh chưa rap, anh nên tập rap thêm. Cái gì cũng nói được, tung nói với Tiêu Minh Phụng, chê Tiêu Minh Phụng, đâu nhất của anh đâu. Em có một cái tên rồi, Đan Mi. Tại sao? Tại vì em là người cũng gọi là dạy Đan Mi hát thôi. Đánh giá tổng quan đúng không? Về thực lực luôn đúng không? Thực lực. Với em thôi nha, là Cool Kid. Thật sự thì em thi rap Việt là vì em muốn rap, em cảm thấy bạn hát nhiều quá. Em hỏi anh em. Em hỏi anh em. Khi là một rapper mainstream, tức là đã nổi tiếng, khi mà bị diss, theo em có nên diss lại không? Em sẵn sàng. Và dù có thắng hay là thua, dù trình người ta trình cao hơn em hay trình thấp hơn em thì em vẫn sẽ rap người ta. Cứ nghĩ là rap dở em vẫn rap luôn. Không. Không. Những người không biết rap là em không rap nhá. À. Ông rap dở quá, tôi đít ông tốn tiền điện tôi thu âm mệt mỏi quá, thì tốn sức tôi quá thì cho bạn trao dồi thêm. Khi nào mà ông thấy ông dở đít tôi lần nữa tôi rap lại. Wow. Làm sao để người ta biết chuyện đó? Là anh nhắn tin được. Tôi nghĩ là tôi sẽ comment một cái dòng gì đó vào bây giờ các bạn đấy. Dạ, đang bớt ra không, người ta rất là comment, rất là comment. Vì họ trong mặt và bắt hình dong, tìm đâu ra được sự công nhận. Khi họ trong mặt và bắt hình dong, chỉ trong mặt và bắt hình dong. Vì họ trong mặt và bắt hình dong, từ nhỏ anh đã chẳng tin công bằng. Khi họ trong mặt và bắt hình dong.